Rồi tháo mặt nạ ra em. Hai bạn tháo mặt nạ ra luôn nha. Rồi chào hai bạn, đẹp trai đẹp gái ha. Ngồi đợi lâu không? Dạ lâu chị. Chờ đợi là hạnh phúc. Hôm nay là Tài rất vui được có mặt tại buổi ghi hình hôm nay. Tài cũng xin chào chị Cát Tường và tất cả mọi người. Tài tên là Hoàng Ngọc Tài. Em quê ở Thanh Hóa, đang làm bên công việc bên thời trang, chuyên đi phân phối hàng á. Em năm nay là 30. Tài vô trong Nam được lâu chưa? Em mới vào thôi. Ồ, vậy hiện tại là mình đang sống ở đâu? Ở ngoài Thanh Hóa luôn. Sống ngoài Thanh Hóa luôn? Làm công ty ngoài Hà Nội. Em dự định á, là sẽ chuyển vào đây. Sao không có nghe thấy nói chuyện giọng, không có nói giọng miền Bắc? Em 5 tuổi em vào Sài Gòn mà, bên ngoại em vào đây hết. Dự kiến là mình cũng có ý định vào đây lập nghiệp. Dạ đúng. Nhưng rồi, hiện tại bây giờ là đang ở Thanh Hóa. Vô đây là chỉ tham gia chương trình thôi. Dạ, vô đây em muốn tìm được người để cùng mình đến đó đến trọn đời á. Nên là nếu mà có cơ hội á, mà cảm giác là được thì em sẽ chuyển vào đây. Bởi vì em con trai mà sống ở đâu cũng được. Quan trọng người đó. Cười cười, nghe nói chuyển vô cười cười. Hồi nãy nghe nói Thanh Hóa xa xa, cái mặt tới mét. Bây giờ cười rồi. Bây giờ tới phiên mình giới thiệu nè. Dạ, em tên là Tâm, em năm nay 29 tuổi, em đến từ Tiền Giang. Hiện tại em đang sống ở Sài Gòn và em làm việc ở Biên Hòa. Quản lý đơn hàng, mặt hàng thời trang chuyên về quần jean nữ và nam ạ. Đây bỏ hàng cho đây được không? Được. Trời ơi, sao mà trùng hợp cái về thời trang vậy? Wow, có duyên rồi nha. Ủa mà sao thành phố không làm mà đi xuống tuốt với Biên Hòa? Em đi xe đưa rước nên là cũng không vấn đề gì cả. Bây giờ hai bạn ai cũng kinh doanh, ta gộp lại chung một nhà đi. Mình mở cái shop hay cái tiệm nhỏ nhỏ, hai chồng buôn bán rồi thêm kiếm thêm nữa. Hoặc mở công ty đi. Mua hầu như cái gì cũng rẻ. Đó, em còn đây bán nữa, thật quá trời tuyệt vời. Trước tiên, màn chào đầu, Tường thấy là hợp lý rồi đó quý vị. Em thì em cảm thấy em là người rất là thích hướng ngoại, nhiệt tình, chịu khó, sống có tâm với khách hàng. Tiền nhiều thì ai cũng cần á, nhưng mà quan trọng là cái tâm, cái đức này nó mới được lâu bền. Em là lanh lắm luôn á, cái gì em cũng biết á. Chị không biết ngại mà thôi. Chị không biết ngại mà thôi. Nhưng mà về việc nhà như lắp ráp mấy đầu kia là em hầu như là em ít làm lắm. Công việc nhà ít làm. Rồi quét nhà này kia, rửa chén thì em làm được. Tống, ráp, tháo, điện nước là không biết phải không? Điện nước không biết phải không? Rồi, biết làm chuyện phụ nữ thôi. Đi chợ nấu ăn được không? Giặt đồ được cái không? Cái đó là em mà ở nhà là em làm hơi ngon á. Người đàn ông có tính cách phụ nữ đảm đang. Được. Thế còn em sao? Em biết nấu ăn, em biết may giá. Những cái công việc thuộc về nội trợ hay gia đình thì em đều cảm thấy mình rất là ok. Chết rồi, dành công việc với ảnh rồi. Vậy cái việc của Nam Nhi trong nhà, hư cái bóng đèn rồi, hư ống nước rồi này kia là ai làm? Ngày xưa thì em học nghề là em học điện. Ghê. Nên là đối với điện thì em cũng hiểu biết luôn. Nên là không sao. Thôi kêu thợ đi hai đứa cho nó chị chắc ơi. Ngày xưa em học nghề em học dinh dưỡng mới đâu chứ. Học dinh dưỡng, bên đây học điện. Hai đứa này ngược ta. Thôi mấy cái nào khó quá bỏ qua cưng, mình kêu thợ nha cưng nha. Tính của em rất là kỷ luật nữa, ăn uống bừa bãi là em không có chịu được. Em phải nói cho cái nào mà ăn uống khoa học thì thôi. Ba em á thì có cái thói quen là ăn thức ăn thì ăn chung, nhưng mà em thì không được. Ví dụ như là món xào á mà em không có cho ăn, để vô trong cơm rồi chan canh vô ăn. Canh ăn riêng, món xào ăn với cơm riêng. Chứ không có chơi cái màn quất tô rồi mấy con tôm, mấy con thịt rồi rau rồi canh chan vô một tô. Dạ. Là không được phải không? Chẳng không. Mà thường con trai hay quất nguyên tô cơm lắm. Cẩn luôn chị ơi. Cẩn luôn chị ơi, nhanh gọn lẹ, giống gấp gì chơi phải không? Em sẽ nhắc cho chị. Nhưng mà tại vì em ăn một mình thì em múc tô em ăn, còn giờ ăn với vợ con thì ta dọn ra bàn rồi có đồ. Đúng ăn rồi. Thì sẽ ăn theo thôi, mình ở một mình em thì dễ tô. Mà thứ hai nữa là em ăn ảo quá, bừa bộn là em không có chịu được. Đồ lấy rồi thì phải trả lại vị trí cũ, không có được vứt lung tung. Em sẽ nhắc cho tới cùng. Rồi nhắc nữa. Chà, con người nhắc cũng hơi vui mà hơi mệt nha. Không, em thấy là hay á. Hay phải không? Rồi. Tại vì em nhỏ lớn là mình cũng thích có người nhắc nhở. Rồi. Mà em cái gì á, nghe nói cái là làm theo cái là tự nhiên là mình tốt theo à. Tính em dễ. Dễ. Mà không hiểu sao ép ai. Em nhắc hoài mà không có sửa thì em có biện pháp chị. Biện pháp gì? Thí dụ như mà mang vớ rồi vứt lung tung không chịu bỏ vô máy giặt thì lần sau là cứ thấy vớ vứt lung tung là em đem quăng hết. Em quăng em mua lại chứ tốn tiền em chứ gì đâu. Thì cứ đưa lương cho em đi, em mua thoải mái. Quan trọng là cái chuyện đưa lương cho em đi. Em nghĩ em sẽ đưa cho vợ em bao nhiêu phần trăm lương của em? Chắc 80 quá. Nè hả, còn 20 còn lại làm gì? Thì mình cà phê cà pháo giao tiếp bạn bè.
Nghe đồn trước khi em tham gia chương trình này em ngủ mơ phải không? Đúng rồi chị. Nằm mơ thấy gì vậy? Em nằm mơ thấy gặp chị á. Gặp chị? Gặp chị rồi đi trễ rồi kêu luôn. Nhưng đi trễ nữa. Cố gắng, hiện thực là mình cố gắng mình sửa chữa. Đi sớm hay là sớm luôn. Là tại vì chứ nếu mà không nằm mơ là chắc nay đi trễ rồi. Trễ chắc luôn. Mà thấy rõ mặt gì trong giấc mơ luôn. Thấy chị có luôn. Có thấy mặt bạn nữ không? Không. Em vẫn giữ phọt mát chương trình mà. Là chỉ thấy mặt chị thôi. Đồ đạc này kia nhưng mà cuối cùng em vẫn xây được hết. À, là trong giấc mơ là vậy đó. Dạ. Nhưng mà sáng nay là đến sớm, 9 giờ đã đến rồi. Rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm giấc mơ. Chứng tỏ có tâm với chương trình, có suy nghĩ và quan trọng cái cuộc hẹn ngày hôm nay mới suy nghĩ nhiều. Tại người ta nói khi mà ban ngày mình suy nghĩ gì nhiều, ban đêm mình sẽ nằm mơ thấy cái đó. Ảnh mơ thấy chị mà chị. Thì đúng rồi chứ sao ảnh biết em là ai được. Ảnh chỉ biết có chị trong chương trình này thì ảnh mơ thấy chị là đúng rồi. Trời ơi trời, thiệt tình. Bà đừng nói bà ghen với tôi nha trời. Bây giờ á, chị hỏi em nè. Dạ. Em dễ thương đẹp gái như vậy, lý do sao em phải nhờ tới chương trình? Lúc đó là em có trải qua một mối tình đầu kéo dài 8 năm. Trời ơi. Kết thúc thì em dành khoảng 1 tới 2 năm để ổn định cái tâm trạng. Nhưng mà tại sao quen 8 năm mà chia tay? Có hai cái mấu chốt, đó là tôn giáo. Tôn giáo thì 8 năm trước nó cũng đã ngược nhau rồi. Gia đình bạn trai tạo sức ép vô chứ không phải bạn trai đó nữa. Ban đầu em cũng có ý định theo nhưng mà cuối cùng là em lại quyết định không được theo. Lý do? Em nghĩ là lý do quan trọng nhất vẫn là bạn trai á, không có đem cho em được cảm giác an toàn. Đó, nó phải có cái lý do. Em có đạo gì không? Em là không đạo mà mối tình đầu của em cũng có đạo. Em quen được 5 năm. Trời ơi, sao người 8 năm, người 5 năm vậy trời? Tính là về học đạo này cưới. Trời. Nhưng mà thời gian lúc đó mình có một cái sự suy nghĩ. Rồi ai chia tay ai? Em quyết định chia tay xong lúc em cũng hối hận lắm. Tại lúc đó mình nông nổi thôi. Hai đứa tức á, xong rồi đưa cho bố mẹ hai bên nói chuyện. Bát nước khác đi rồi mình không thể kia được. Có nghĩa là cũng do xung đột của hai gia đình? Do bản thân em. Mà hồi đầu em chịu theo đạo người ta rồi cuối lúc cùng đầu em... Đúng rồi. Rồi sao, tại sao bẻ chĩa? Hồi đó là hai nhà em, hai anh em muốn người đó về nhà làm dâu. Cô đó không chịu về làm dâu? Dạ. Cô đó muốn bắt rễ hay sao? Dạ đúng rồi. Do mình ngày trước yêu mình cũng dễ quá. Mình bảo là mình ở đâu cũng được. Ừ, rồi bây giờ hồi nãy em cũng mới nói câu là ở đâu cũng được nè. Nhưng mà bây giờ em thật sự là em về ngoài quê. Em đã quyết định chín chắn rất là nhiều rồi. Với bố mẹ em đã bảo rồi, con gần bố mẹ. Nhưng mà thật sự ra đến bây giờ con cũng không có được báo hiếu được cho bố mẹ. Thà là con ở xa, con lấy vợ xa, xa bố mẹ, xa thương, gần thường. Rồi hiểu. Thế còn bên đây? Khi mà mâu thuẫn nó lên tới đỉnh điểm á chị, thì hai bên là im lặng. Xong rồi một ngày đẹp trời á, thì bạn ấy băm em, xong rồi nói với em là anh sắp cưới. Em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ừ thì sắp cưới. Em bỏ em đi vô nhà đóng cửa lại. Mà có nói chia tay chưa? Chưa. Chưa ai nói chữ chia tay hết. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu sau thì bạn tới báo là bạn đó lấy vợ? Một tháng. Quen 8 năm không nói chia tay, một tháng sau tới nhà báo lấy vợ. Trời, ai mà oan nghiệt vậy? Đúng là như vậy. 8 năm thì em về nhà bạn ấy chơi rất là nhiều. Bạn ấy cũng về nhà em rất là nhiều lần. Nhưng mà cuối cùng lại như vậy. Rồi sau đó là không có một lý do gì luôn, là lần gặp đó cuối cùng luôn. Em tự đi tìm hiểu lý do, tự đi điều tra. Thì bạn ấy đã quen một cô bé khác ở gần nhà, có đạo. Chắc là em nghĩ là trong cái thời gian mà đang quen với em rồi mâu thuẫn áp lực gia đình gì đó, rồi cô bé kia giống như là một cái phao để cho bạn ấy tìm thấy lối thoát vậy. Đó là em tự cho chứ không phải là người đó nói. Đúng, em quen bạn ấy hồi năm 2 đại học, là tới năm 27, 28 tuổi là em mất hết thanh xuân luôn rồi. Em cũng hy vọng nhiều ở cái người đó, nhưng mà cuối cùng là đau khổ kinh khủng luôn. Lúc đó là em ở trên đó là em ở trọ một mình. Em không có gia đình gì hết, chỉ có quen bạn ấy thôi. Tại ở vì... trên đó là trên nào? Trên Xuân Lộc, Đồng Nai chị. Tại vì quê bạn ấy ở đó. Và em lên để ở gần bạn đó. Dạ đúng rồi. Em quen bạn ấy hồi đại học mà. Xong rồi ra trường, bạn ấy không có muốn ở lại Sài Gòn lập nghiệp. Thì bạn ấy về quê làm. Thì quen xa được 2 năm hay 3 năm gì đấy. Thì em thấy là thôi không có ổn. Thôi để bạn ấy không muốn xuống thì em đi lên trên đó. Em nghĩ như thế là em đi thôi. Rồi cái lúc mà ảnh báo tin là em vẫn còn ở trên đó. Em vẫn còn ở trên đó. Sau đó có khi nào gặp nhau nữa không? Có chị, chỗ đó nó nhỏ lắm. Em đi mua trái cây mà còn gặp nữa. Hai vợ chồng ta đang đứng mua trái cây mà em không thấy, em nhào vô em mua ngon lành luôn.
cũng ngại khi mà chạm mặt vợ bạn ấy. Con bé đó chắc cũng không có thích gặp em nhiều. Hết chưa? Bây giờ mỗi lần em có còn em xúc động em có thể kể ào ào như vậy là chứng tỏ là nó hết rồi chị. Ok, rồi từ lúc đó tới nay có quen thêm người nào khác nữa không? Dạ không, theo đuổi mình thì cũng có nhưng mà họ theo đuổi mình không phải vì thương mình mà em nghĩ theo đuổi vì cái gì đó. Cái gì đó là cái gì đó là phải hỏi bạn trai. Dạ, em thì chỉ cảm thấy là hợp mắt thôi. Thiệt không? Em nói thiệt. Rồi sau cái bạn đó tới nay còn mối tình nào khác nữa? Có hai mối tình nữa. Mối tình gần đây nhất? Cách đây gần năm. Một năm? Quen có mấy tháng thôi chị. Rồi sao chia tay? Mối quan hệ của bạn đó khá phức tạp. Ý là có chồng rồi nhưng mà chưa chấm dứt hẳn á. Chưa ly dị? Em không biết. Em không biết. Bây giờ em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Có hình không? Cho chị mượn tấm hình. Dạ. Có tính cách gọi là nữ tính, dịu dàng, sống chung thủy. Rồi quan trọng là phải thật, thật có tâm với mọi người. Dạ, em có tâm đây. Có tâm là có đúng tâm. Đúng rồi, chữ tâm ghi mấy bằng 3 chữ tài đó em. Rồi. Em là 63, anh 36 á. 63, 36 là sao? Dạ, ngược nhau, ghép lại, đẹp luôn chị. Sao 63, sao 36? Vì 63 Tiền Giang. Trời em 36, ơi. Anh quá. Trời ơi, ta hiểu chết liền luôn á. Đúng rồi. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì em rõ ràng cái quan điểm của em lắm. Tìm cổ đi. Thứ nhất là ngoại hình trước đã. Ngoại hình. Hình sao? Chị ơi. Kiếm cho đúng nha. Kiếm đúng mới gả đúng mới kiếm trật gả trật á. Dạ ngoại hình đó thì em thích những người cao trên 1m7, hơi nam tính một xíu, khỏe khoắn, kiểu giống như hơi thể thao. Còn tính tình thì em thích người chín chắn, trưởng thành. Rồi thì giờ em chổng đi coi có anh nào chổng không? Rồi tôi gả luôn. Làm gì tay rung vậy? Cầm tấm hình mà. Quá chị ơi. Cái gì mà rung dữ vậy? Chắc cú chưa? Chắc rồi á chị. Chắc rồi đúng không? Ờ chốt. Ừ tự tin quá, chốt. Đừng có bắt hết đất là chết. Chốt nha, rồi chưa? Em nghĩ là anh này. Tại sao chọn anh đó? Em nghĩ là nếu mà anh đó buôn bán thì bề ngoài của anh không phải trau chuốt đúng không? Nếu đi ra ngoài nhiều thì da phải ngâm ngâm một xíu. À, người ta rất là có khoa học. Còn ông này cầm tấm hình lên chỉ liền. Ông chỉ theo là cặp mắt, ông nhìn gái đẹp ông chỉ thôi. Còn bên đây người ta có phân tích đàng hoàng. Là em cảm thấy bạn tên Tâm đúng không? Hồng Tâm em bảo là trung tâm ba cô gái ở giữa là Tâm rồi gì chị? Có phân tích khoa học rõ ràng luôn. Cũng có logic. Rồi xin mời hai bạn. Hay quá, có tâm hình này có tầm luôn rồi, tầm bậy rồi. 1, 2, 3. Hãy xem màn chọn người theo chữ tâm. Rồi nhìn đi cưng. Dạ, anh chào anh em. Tài. Anh có món quà tặng em. Ok, dạ em cảm ơn anh. Ôi. Dạ em có nhiều quà quá hả? À đây cho chị các tường với trời mọi người nha. Trời ơi, ok cảm ơn cưng. Đây là thư pháp em tự viết em tặng cho anh. Về để làm cảm ơn em nhiều nha. Chữ tâm luôn hả? Dạ em đó chị. Để chị thêm cái chú quyền vô coi. Tâm mất biến với một dòng đời vạn biến. Ừ. À, trời ơi, em thích uống trà lắm. Cái này em tặng luôn cái bài thơ nha. Tay nâng một chén trà thiền, bình tâm nhìn khói ưu phiền thoảng bay. Cuộc đời một giấc mộng say, trăm năm nhìn lại mới hay vô thường. Mà... anh làm hả anh? Đồng sở hữu. Rồi thôi bây giờ sao, bây giờ xử lý sao nè. Đó, chọn cô chính giữa, em kiếm cái cô đó gả cho ảnh giùm chị cái coi. Người ta đang có bầu rồi. Người ta đang có bầu rồi. Em tưởng em đúng hả? Em là tưởng em đúng nha. Trời ơi, đưa cái hình đó rồi mà ngồi trước mặt rồi mà ông còn tưởng ông đúng nữa. Trời ơi, ông tầm quá vậy ông. Em sorry chị, em quên đeo mắt kiến. Nhìn kỹ coi, rồi chọn lại coi. Rồi. Rồi đâu, ai? Cái chọn câu đầu tiên, cái chết luôn. Bên này đúng không? Ba lần vô một chỗ. Trời ơi, cái ông này phải phạt cái gì ghê gớm cho tôi mới được. Trời ơi, sao vậy cưng? Biết ngay. Chắc là em mới lên độ á. Anh ơi, bình thường lắm, em rất là thích để mặt mộc. Em không có trang điểm. Chỉ hai người rồi, không lẽ giờ chỉ có cái thằng kế bên? Không, bên này là đúng rồi chị. Chắc chưa? Là chắc 100%. Rồi bây giờ em nghĩ em bị phạt cái gì? Hát đi. Hát là thường quá, mới đọc thơ rồi hát nhẹ nhàng cho em quá. Em trật người ta ba lần, ba cô gái em chỉ hết cả ba luôn. Dạ. Thôi thì tùy chị với bạn. Anh em thích khỏe khoắn thể thao đó. Đó. Anh lựa đi. Đặt đồ vét đồ, cài bóng hồng đồ.
Ra đi Cưng, ra sàn thi đấu đi Cưng, không ai cứu được Cưng đâu. Hút xì dầu hả chị? Hết đất Cưng ơi, hút xì dầu nó bánh bèo quá. Đất nó ngủ lắm. Anh không hỏi bao nhiêu cái à, anh cứ thấy anh đi hết thôi. Chắc hả? Là 20 cái quá. Bình thường anh thấy mọi người bị phạt vậy mà. Trời ơi, đứng nói anh ba lần 30 cái, ba lần 30 cái nha. Thôi làm đi, sơ sức làm được nhiều làm đi, đừng ụp mặt tường được rồi. Chừng nào cổ nói thôi thôi đếm với anh ta đi, chừng nào em thấy đủ thì em kêu đứng lên. Bắt đầu cho 1 2 3 4 5 6 Hay rùng tay 7 8 9 ụp mặt rồi đó. Mười, thôi dừng đi anh. Tôi nghĩ 20 không có nổi. Xin chân thành cảm ơn em. Nóng người rồi đó, chắc đói bụng rồi ha. Chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức bữa ăn trưa dạ. Tại nhà hàng Mận Đỏ. Mời các bạn thưởng thức món sườn hầm đậu. Đây cũng là những món ăn và cách chế biến rất quen thuộc, nguồn gốc từ Pháp. Nêm nếm theo cách riêng của nhà hàng Mận Đỏ. Sốt rất là sệt nè, và ăn với cơm theo phong cách Việt Nam hoặc là bánh mì Âu thì rất là tuyệt vời, tùy thích nha. Rồi, mời hai bạn ăn đồ Tây, uống rượu vang là số 1. Dạ. Anh chào em. Mời em. Nãy anh chào rồi anh. Mời em, ý là mời em ăn. Dạ, em cảm ơn, em cũng mời anh. Em ơi, mời em. À dạ rồi. Dạ em mời anh. Anh Tài có thích đi du lịch không? Rất là thích. Nhất là đi với người tâm đầu ý hợp với mình á. Ồ. Anh rất là thích đi phượt. Thích đi phượt hả? Nhưng mà không, à? Không có thời gian đi thôi. Với lại đi một mình thì buồn lắm. Tại em cũng có một cái hội bạn thích phượt. Dạ. Đúng rồi. Nếu mà anh không có bận thì rủ anh đi chung cho vui. Ok. Ủa anh Tài đang sống ở ngoài là quê là chung với ba mẹ hả? Có em trai không? Anh thì nhà anh có hai anh em. Ừ. Ông anh trai anh thì lấy vợ rồi. Người miền Bắc là thường ba mẹ sống với con trưởng mà nhà anh lại sống với con út hả? Hồi đó ông anh á là ông không chịu về. Đợt này là ông về cái tự nhiên mình yên tâm hơn. Dạ. Mình muốn vào lại Sài Gòn. Cảm thấy là cái cuộc sống ở trong này á nó rất là thoải mái. Ừ. Mà anh cũng rất là yêu quý mọi người ở trong đây nữa. Ở đây thì mình có thể là được cơ hội làm chính mình hơn. Mới em nghe anh nói là em tưởng anh người miền Nam đó, không ngờ là người Thanh Hóa luôn. Đúng rồi. Với lại giọng của anh nghe cũng hay. Em dùng đi. Dạ. Thường em đi du lịch đó, em sẽ thích vừa du lịch mà vừa thưởng thức ẩm thực. Ừ. Anh thì được cái là lanh. Hầu như là anh đi mấy nơi đó là anh kiếm được những cái chỗ mà ăn theo đúng tiêu chuẩn ngon bổ rẻ luôn. Mai mốt chia sẻ cho em với nha. Tôi okay. Mai mốt tôi gặp cặp nào cũng như cặp này đỡ quá, không cần nói nhiều luôn á. Bấm nút luôn không? Từ từ chị. Ăn rồi quá, nói chuyện rồi quá, tưởng bấm nút luôn rồi chứ. Nãy giờ có vô được cái chuyện tình yêu gì chưa? Không, anh đó không có hỏi em gì hết. À. Tại em quên. Cái lý do muôn thở luôn á chị. Cảm giác của em là thấy bạn rất là, nói chung là dễ thương. Cảm giác là bạn là một người rất là ngăn nắp và chín chắn. Nhưng mà mối tình của bạn vẫn làm em hơi ái ngại. Ái ngại, đúng rồi. Ái ngại chỗ nào? Chuyện đó là chuyện cũ, có gì đâu ái ngại. Người ta về ta có vợ có con là ái ngại gì nữa. Em cũng không biết nữa. Có thể là em sợ, nói chung là người nào mà nhớ về cái người đầu nhiều quá. Chính em là đã từng có thời gian như thế rồi. Em chỉ sợ người ta thôi. Bây giờ em còn nhớ người cũ không? Em không, giờ em hết rồi. Em hết thì người ta cũng hết rồi. Sao em hết mà em không cho người ta hết? Chừng nào bây giờ em vẫn còn nhớ người cũ á thì em nghi ngờ người ta vẫn nhớ người cũ giống em. Còn bản thân em nói em hết rồi mà em lại nghi ngờ người ta, có nghĩa là em chưa hết. Đúng không? Em nãy em nói chị là em còn hối hận. Mà còn hối hận có nghĩa là vẫn còn nhớ tới. Chưa hết. Đúng không? Nói đúng chỉ có gục mặt xuống thôi đó. Đúng không? Dạ. Đó, thấy chưa? Không, em nhớ là bạn thôi. Thế ủa, đó. Người ta còn nhớ cũng bạn thôi. Người ta nhắc tới một cách rất là vô tư, thoải mái. Còn em là có vẻ hơi rụt rè. Có vẻ là chuyện tình duyên của anh nó cũng hơi lận đận. Đúng rồi. Nhưng mà người ta thanh niên mà, em mới là lận đận đó. Hy sinh nhiều khổ, dẹp hết chuyện cũ bỏ qua. Bây giờ lo chuyện mới. Rồi mời em bốc bài. Thử cảm giác nắm tay bạn nam.
Rồi, đưa tay qua. Hy vọng là tay anh giống như em nghĩ. Ồ, chứ em nghĩ sao? Em nghĩ sao rồi, em cảm thấy sao? Thôi buông ra được rồi anh. Em nghĩ sao? Em nghĩ là tay của anh ấy sẽ là ấm và mềm mềm. Thì đúng như vậy. Đúng vậy luôn. Hay quá, cô này bữa nay cảm giác cô hay quá mà em tệ quá. Tới phiên em. Học lớn quan lên. Quan điểm về việc chia tay đòi lại, trả lại quà. Nếu là bạn hết yêu rồi, bạn có đòi hay trả quà không? Em thì rất là không thích cái quan điểm đó. Ngày xưa em quen người yêu đầu á, lúc mà em bạn ấy chia tay á, thì bạn gái bảo muốn gửi tiền mua điện thoại cho em á, mà thôi coi như món quà cuối của anh. Là lúc đó vừa mới mua điện thoại xong là chia tay á hả? Sau vừa mới tặng điện thoại xong là chia tay. Chia tay á, em bảo thôi cũng tất cả là do anh. Nếu mà sau này mà em chưa có người kia thì anh sẽ chịu trách nhiệm với cả thanh xuân của em. Mà thật sự ra là em vẫn chưa biết được cô ấy có người yêu hay chưa. Nói chung là em cũng hơi lụy tình, cũng là một vấn đề mà em FA đến bây giờ. Túm lại là ông này ông vẫn còn bối rối, vấn vương mối tình cũ đó, người đó là nặng tình đó, quen cô đó chia tay rồi. Em vẫn nằm mơ thấy cô ấy, em khóc mà hồi 2-3 năm trước. Nhưng bây giờ hết chưa? Hết thiệt rồi, giờ hết thiệt, không mơ thấy nữa. Không mơ thấy nữa, giờ mơ thấy chị Cát Tường rồi đúng không? Dạ đúng rồi, mơ thấy chị Cát Tường rồi. Rồi bây giờ hai người nhìn nhau nè, nói thiệt lòng cảm xúc hiện tại của mình bây giờ cảm thấy như thế nào? Bình thường là tôi yêu cầu bạn trai nói trước, hôm nay tôi yêu cầu bạn gái nói trước. Khi mà mở cửa ra nhìn thấy mà anh ấy thì em cảm thấy là có thiện cảm. Nhìn anh cũng có vẻ phúc hậu, gương mặt anh tròn tròn giống mặt em. Cách anh nói chuyện cũng là nhẹ nhàng. Em thì em bị thu hút bởi những người mà có giọng nói nhẹ nhàng. Còn về cái vụ mà anh nói là anh thích nhiều người con gái là có tâm rồi biết đối nhân xử thế, thì em nghĩ là em được. Nhà em kiểu truyền thống, ba mẹ em hơi bị khó. Em được giáo dục từ nhỏ, cách sống rất là đạo đức, lễ phép. Cho nên là em cảm thấy là những cái mà anh yêu cầu bạn gái thì em đều có. Hôm nay anh đến đây á, thì anh gặp em thì anh cũng rất là vui. Nhưng mà anh vẫn có cảm giác là... nói chung là anh cảm giác là anh hợp á, thì anh sẽ tự nhiên nói chuyện á. Dạ. Anh cảm giác là hôm nay là anh xin lỗi em, là anh cảm giác mình anh cũng không thích hợp á. Dạ, không sao anh. Anh tin vào cái trực giác của mình á. Em rất là hoan nghênh những cái chuyện mà anh nói thẳng là suy nghĩ của anh. Đúng rồi. Chứ được, anh đừng có giấu trong đó rồi anh bấm nút cái đó là anh sẽ làm lỡ duyên của em. Dạ. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Rồi nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình nhé. Chỉ cần bấm vô thôi hả chị? Đúng rồi. 1 2 3 Hết thời gian. Chắc là mọi người xem cũng không bất ngờ, nhưng mà chị thật sự là chị rất tiếc. Chị không biết nữa, chị thấy cơ bản hai người rất hợp nhau, nhưng mà chị vẫn tôn trọng cái quyết định của em. Em cũng cảm giác là bạn gái rất là tuyệt vời. Mà em thật sự chia sẻ với chị là trong giống như là tiềm thức của em á, không đúng trực giác của em nên là rồi, em cũng tự okay. Tin. Rồi, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn. Em cảm ơn chị rất nhiều. Một chút tiếc nuối nhưng thôi, chúng ta đành phải chấp nhận. Và chúc em sẽ sớm tìm được một nửa của mình em nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại chương trình vào khung giờ rất là quen thuộc, thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, dạ, cảm ơn á. Thì mình xin giới thiệu, mình tên là Lê Công Khoa. Mình 40 tuổi, sinh năm 82, sinh ra ở Sài Gòn. Dạ. Thì mình đang định cư Úc. Dạ. Đại khái là mình đang cư Úc mà mình đang trong thời gian mình về thăm gia đình đó. Ừ. Thì... anh về được bao lâu rồi anh? Mình về cũng được 2 tháng, mình còn khoảng 3 tuần mấy 4 tuần mình đi. Là khoảng 1 tuần nữa là đi rồi. Không, 4 tuần. 4 tuần. Là một khoảng 1 tháng nữa là đi rồi. Đúng rồi. Thì bạn gái rồi đi rồi sao? Thì khi mà chương trình có lịch phỏng vấn thì mình
dịp thích hợp tại vì mình tính Tết nên mình về gần. Dạ, có nghĩa là bây giờ nếu mà tìm được bạn gái, chẳng hạn như thì... mình quay gần nhất của bọn em là ngày 8 tháng 7 đi. Hiện tại bọn em đang có lịch đó. Lịch đó thì vẫn còn ở lại, tại vì tới 21 mình mới đi. Thì vẫn ở lại, nhưng mà tìm được, nếu như tìm được bạn gái, cái là bỏ bạn gái 4 tháng nữa đi rồi mới về đúng không? Có đó thì phải liên hệ qua điện thoại hay là bây giờ công nghệ thông tin mà, với là có nhiều cái phương tiện để nói chuyện với nhau, quan trọng là do hai người. Yeah. Chứ về cái vấn đề đó thì do hai người có thể yêu xa cái gì nhưng mà giống như kiểu mà mình kết nối được với nhau. Nhưng mà anh định cư ở Úc lâu chưa anh Khoa? Ảnh mình định cư chính xác là năm nay năm thứ 11 rồi. Năm thứ 11, tức là gia đình anh vẫn ở đây hả? Đúng rồi, mình còn mẹ thôi. Mình là mẹ đang ở quận 4. Dạ. Sao không đưa mẹ đi qua luôn anh đi? Mẹ anh thì có bệnh trong người đó, bệnh huyết áp, bệnh tim rồi nên đi máy bay, với là phần mẹ nó có thích đi nước ngoài sống. Giống như là sống ở nhà hàng ở ngay chợ nên mẹ thích ồn ào, với qua bệnh không có biết tiếng rồi, con cũng lớn tuổi rồi, với qua bệnh không có thích hợp. Rồi mẹ hiện tại là ở một mình luôn hả anh? Ở với là mấy người cháu, cháu của bà chị trong nên thỉnh thoảng hãy phải về chờ thăm trong mẹ, thăm gia đình. Ok, rồi nghề nghiệp của mình là gì ở bên đó? Bên đó thì mình làm bên bưu điện của Úc. Là về board office thì đại khái là công việc của mình là trong đó. Cụ thể là mình làm gì? Là mình lựa hàng hóa theo mẫu của từng vùng ra đó. À, cũng là như chỗ ngoài đây là phân form, phân hàng, phân loại hàng đó hả? Không phải cân mà mình lựa phân loại hàng, phân loại hàng hóa, phân loại hàng hóa, sắp xếp cho nó gọn lên ba lệch, đại khái là như vậy. Rồi đi theo các khu vực riêng đó đúng không? Đúng rồi, cái đó là cái khâu khác là ta chia, người ta đem đưa hàng hóa, còn mình là chỉ lựa thôi. Bởi vì bệnh là mỗi cái khâu khác nhau chứ không phải giống như bên Việt Nam. Anh làm ở đây lâu chưa? Mình làm khoảng gần được một năm. Ủa, trước đó thì em làm công việc gì? Trước đó thì mình làm về công việc xây nhà, làm cho chủ người Việt thôi, nhưng sau này mình vô cái công ty đất của tay của chính phủ Úc. Hiện tại anh sống bên Úc với ai ạ? Mình thì sống một mình thôi. Là nhà cửa mình bên Úc ổn định hết chưa anh? Thì nói thẳng ra thì cái thì tới giờ thì cái vấn đề nhà cửa thì mình mua không có nổi đâu. Cái đó là cái thật sự là sự thật của mình. Cái muốn thì tại vì mình thật sự cũng thuê nhà, cái đó là sự thật, mình không có gì phải giấu giếm hết. Dạ. Dạ, tại vì mình rất là tự nhiên có dịp nói cái đó để đúng mình dễ lựa chọn. Dạ đúng rồi. Thì đó là nó là như vậy. Mà người thân của anh có ai bên đó không mà anh qua đó định cư? Ngày xưa thì tại vì thật ra mình cũng đã từng có vợ, mình ly hôn, ly thân, ly dị cách đây 9 năm rồi. Thì đại khái là vậy, ngày xưa vợ mình bảo lãnh của vợ. Rồi mình đã ly dị cách đây 9 năm rồi. Rồi với lợ tại vì mình thấy tới cái tuổi của mình cũng lớn rồi, 40 tuổi, mình nghĩ cũng cái cần bước tiếp một bước nữa để có một cái mang hộ. Nhưng mà anh có con chưa? Có một bé trai. Thì ở với mẹ thì mình chỉ có trao tiền gọi là tiền mà nuôi con á, gọi là ở bển gọi là support. Vợ anh cũng người Việt luôn hả? Vợ mình á, mình là sinh đẻ ở bển. Nhưng mà gốc Việt. Người gốc Việt thì đại khá là người gốc Việt. Sao quen được nhau rồi qua bên đó? Thì cái cô đó thì về đây thì mình biết nhau, tại vì mình cũng biết tiếng Anh rồi, hai người cũng nói chuyện qua lại rồi. Sau này thì chắc là do cái văn hóa nó khác nhau nên sinh ra những cái mâu thuẫn đó mà. Nhưng mà cho em hỏi thêm nha, trước khi qua Úc anh định cư thì anh làm công việc gì ở Việt Nam? Trước khi mình qua Úc định cư, mình làm công việc ở trong bên Nguyễn Kim á, mình làm sale bạn. Bên Nguyễn Kim là chỗ Nguyễn Kim. Đúng rồi. Nguyễn Kim Thủ Đức này luôn hả? Không, ngay chỗ quận nhất, cái chỗ bên Trần Đạo. Dạ, quyền cái Nguyễn Kim đó. Cái đó là cái trung tâm ngày xưa. Nhưng mà đến... tương lai sau này em có quay về Việt Nam không hay sẽ được cư lâu dài ở đó? Mình tương lai thì mình tùy vô cái tình huống với cái thời gian hay là do cái hoàn cảnh gia đình mình như thế nào. Nhưng mà chắc chắn tới lớn hơn tí xíu mình chắc chắn sẽ về Việt Nam sống luôn có lẽ. Tại vì mình thích cái cảnh yên tĩnh chứ xíu, bây giờ là không có ồn ào đâu. Nói chung là muốn lâu dài lại về Việt Nam đúng không? Đúng, đúng. Dạ. Tức là sau khi ly hôn là anh có quen thêm mối tình nào khác thì không? Cũng có vài quen với vài thêm vài mối tình nhưng nó không đi tới đâu hết. Tại vì nhiều khi người ta có người thứ ba hay là những cái chuyện đó nó tới nhị, chứ là phần mình thấy không có hợp tính á. Chứ là mình càng lớn thì nên mình sống cái gì nó cũng có nguyên tắc. Mình cảm thấy có nhiều cô tắm trẻ con quá, mình không có cảm thấy nó phù hợp nên mình cảm thấy dừng lúc đó thôi, chứ mà muốn đi sâu thì mất công, mình mốt ai cũng khổ. Nên mình đại khái là như vậy thôi. Thế là anh muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Thì mẫu gái mình chọn thì cũng đơn giản thôi, cũng không có cần phải đạt gì, cũng bình quân. Nói chung là hiểu về cái lợi, biết tôn trọng lẫn nhau là được rồi. Tại vì tới cái tuổi của mình không có đòi hỏi gì thêm được. Dạ.
Nhưng mà ví dụ như anh phải cho tụi em một cái cụ thể đi, tụi em nhìn vào mắt thường được. Thì giống như là này, một cái cô gái bình thường thôi, chiều cao thì không thành vấn đề. Tại vì đối với mình thì cái chiều cao đó, 1,5 trở lên cũng không là vấn đề. Tại quan trọng là tính tình người ta tốt hay không thôi. Chứ là người ta biết suy nghĩ hay là đừng có trẻ con quá. Tại vì mình không có thích cái mẫu người trẻ con quá. Tại vì cái đó đã không có phù hợp với mình. Người ta cũng đã từng ly hôn với anh thì vẫn ok đúng không? Thì không có vấn đề gì. Thì cũng bình thường thôi. Thì phụ nữ cái có chế độ mà từng ăn chơi cũng không thành vấn đề. Tại vì mình thích những cái người về tình trải sẽ khá là nhiều thôi. Anh cho em đó, nhìn bằng mắt là anh biết anh thích người như thế nào đi. Ví dụ tại như... tánh mình dễ dàng lắm, tánh mình nó không có giống như là yêu cầu cao. Mình chỉ là thấy là được. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ là đến với chương trình thì nó sẽ có những cái lựa chọn. Thì rồi, bên em muốn anh là sẽ có những cái lựa chọn để em còn biết là đu anh như thế nào. Anh có thích một cái người ngôi sao hay là một cái bạn diễn viên ca sĩ nào không? Anh đó ở anh thì cũng không có thần tượng ai. Tại vì anh đó thì chưa, anh chỉ có mẹ, anh là thần tượng chứ không có thần tượng ai. Thì nói chung là vậy, anh thì không có một cái gì gọi là cái phê bình nhưng cá nhân hay là về cách một cái người nào đó để khác được. Tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi tác thì khoảng cỡ 25 cho tới 45 cũng được. Tại vì anh 43 thôi, tại vì lớn anh 2-3 tuổi cũng thành vấn đề. Anh là khá là nhiều. Nhưng mà quen anh là phải xa? Không phải nhất định phải xa, có thể là tùy vô hoàn cảnh. Nhưng mà ví dụ như sau này, ví dụ như hai người mà tiến tới được với nhau thì anh có bảo lãnh được bạn ấy sang được để chứ không? Thì được. Bây chứ giờ bảo lãnh được rồi hả? Thì dĩ nhiên anh ở đâu rồi, anh đã có quốc tịch. Anh đã có quốc tịch Úc. Giống như là bây giờ tùy vô cái hoàn cảnh coi người ta có muốn đi hay là người ta muốn ở lợ hay là tùy vô cái hoàn cảnh mình sắp xếp. Em hiểu ý không? Giống như những khi người ta không có những người ta không muốn đi nữa. Không, quan trọng là không phải, quan trọng là vấn đề là anh chỉ cần chốt cho tụi em một câu thôi là anh có được thì cái đó mình bảo lãnh người ta đi. Còn cái chuyện của người ta đấy là chuyện sau này tụi em thương lượng với nhau. Thì đấy. Dạ. Thì bây giờ nói là do cái dính để thương lượng. Dạ, thương lượng thì sau này tự hai người thương lượng, tại vì cái chương trình bóng hẹn hò là tụi em chỉ tạo cơ duyên ban đầu cho mọi người gặp nhau thôi. Rồi, rồi. Còn chắc gì là mọi người đã hẹn hò nhau sau chương trình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà cái quan điểm của anh phải rõ ràng, ok nếu anh em quen anh, nếu em muốn theo anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho em đi, cho mẹ con em đi. Ví dụ như thế, chẳng hạn như cô đang có con chẳng hạn, anh sẵn sàng anh bảo lãnh cho mẹ con em đi. Mình chỉ cần cái câu đó để người phụ nữ người ta cảm thấy rằng là à anh này anh quyết đoán, anh này anh có chính kiến. Còn bây giờ mà anh nên lên mà sân khấu anh cứ tùy vào em các thứ là anh theo luôn. Anh hiểu em, anh hiểu em giống như kiểu đó mình không có đưa ra cái quyết đoán, cái mình quyết định chính xác của mình, còn vấn đề cô nói chung là em mình không có chốt được cái vấn đề đó. Anh hiểu em. Nhưng mà giống như là anh nói tùy vô hoàn cảnh hai người đó là như vậy á, chứ anh cũng đâu có biết cái người ta như thế nào. Đúng rồi, thì vấn đề là đấy, chỉ cần biết là em nói thì anh hiểu ý. Dạ, ở góc độ anh thì anh ok, anh chốt anh đi đó. Còn vấn đề là nếu mà em như thế nào thì em cứ nói cho anh biết để anh sắp xếp. Thì đấy là việc của hai người sau này. Rồi, rồi anh còn có điểm gì anh không thích ở bạn gái không ạ? Bạn gái thì hồi nãy mình có nói rồi, thì đừng có trẻ con quá, với lại đừng có mà sống cái kiểu ích kỷ quá. Mình thích cái con người mà có chính kiến lại khá là như vậy. Không ích kỷ là sao anh? Nhiều khi người ta sống thì người ta chỉ biết nghĩ cho cá nhân người ta, hay là người ta vì một cái lợi ích nào đó người ta mới quen mình chẳng hạn. Ừ, tức là lợi dụng hoặc là thì dụng nói thì tới vậy là như vậy thôi. Chứ nói lợi dụng thì cũng hơi quá đáng, tại vì anh đâu có gì đâu lợi dụng. Lợi dụng đi nước ngoài thôi. Không, cái đó thì tùy mỗi người mục đích. Nên anh nói cái đó là tùy mỗi người cái mục đích cá nhân riêng thôi. Rồi, ok anh. Rồi, anh có tài lẻ gì không anh? Thì mình có chơi thể thao, là mình biết ca rồi. Rồi mà... anh ca giùm em xíu ha. Chơi thể thao chơi môn gì? Cái nào mình cũng chơi cũng được, tại vì mình là dân ngày xưa chơi đá banh mà. Nên cái cuộc mặt mình đen rồi cũng chơi đá banh. Rồi thể thao thì anh chơi được đá banh rồi gì nữa? Cái môn thể thao là mình biết chơi hết, tại vì mình là dân đá banh. Em biết rồi mà. Nói chung là thể thao bơi lội hay là chạy bộ hay là nói chung là kể cả thì nói chung hầu hơn các môn thể thao cái môn nào mình chơi được cũng được. Hiện tại là anh chơi môn nào nhiều nhất? Đa phần là mình chơi đá banh nhiều nhất. Ok rồi, em mời anh hát một xíu ha. Bài nào cũng được ạ? Bài nào cũng được em? Dạ đúng rồi, một xíu thôi. Mình ca thì nói chung thì cũng không có nhớ là cho lắm, nhưng mà khi có nhà có chữ không có biết ca, tại vì lâu lâu quá cũng không có gần, không có ca. Dạ. Thì ca thì biết ca, chắc chắn biết ca, nhưng mà cái vấn đề giống như là mình chưa có lâu quá mình không có ca lại. Không sao, cứ bình thường thôi anh, mình cứ thể hiện tài năng của mình thôi, bản thân mình thôi, chứ em không có yêu cầu là hát hay là hát đúng nhịp hay gì đâu. Thay đổi không khí thôi anh ơi.
Bữa nay nói chuyện buồn quá em. Rồi em mời anh ha. Bây giờ tại vì mình cai thì nhạc buồn không mà chứ không có. Trời, nhạc buồn cũng được luôn. Anh cái năm giờ không có suy nghĩ được cái bài cụ thể đó. Bài gì cũng được anh, bài tủ, bài nào hay hát hay ấy thôi. Bài nào cũng được. Cũng vui là chỉ nghe thôi. Thì mình hát một đoạn của cái bài Tàn Cho ha, tại vì mình chỉ có thích cái bài đó. Dạ, ok. Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi, lời vẫn tuôn không tình ta nạn ta. Em cứ nói chung là mình hát được một đoạn thôi. Thì tại vì mình không có nhớ mặt chữ lâu quá, mình cũng không có hát, mình nên mình không có nhớ mặt chữ cho lắm. Rồi, ok anh. Có yêu cầu thì bạn lái nữa không anh? Quyền lợi đó nha, không nói nó mất quyền lợi đó. Không thì vậy thôi. Rồi. Thì nói anh về đủ rồi. Rồi, ok, cảm ơn anh Quang nha. Là một buổi casting của Ban Quý Hẹn Hò nên là tất cả mọi thông tin rồi câu chuyện của mình thì mình sẽ là người tự chủ động kể chuyện hết ha chị ha. Bây giờ chị Trang xin về cái thông tin họ tên cái tuổi quê quán của mình trước ạ. Hello. Hello. Chị giới thiệu thông tin quê tên tuổi quê quán của mình trước đi ạ. Dạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương ạ. Tuổi 34 tuổi ạ. Rồi. Còn nghề nghiệp quê quán của mình như thế nào chị tự chủ động giúp em với? Dạ. Em đang làm nhân viên thư viện trường học ạ. Nhân viên thư viện trường học ở Lâm Đông. Còn quê em là ở Hà Tĩnh ạ. Ồ, quê quán ở Hà Tĩnh. Vâng. Rồi. Quê quán Hà Tĩnh thì chị đã từng kết hôn chưa ạ? Dạ rồi ạ. Ừ. Rồi chị kết hôn được bao nhiêu lâu mà bao nhiêu năm ạ? Dạ em kết hôn được được 7 năm ạ. Mình có bao nhiêu cháu chị? Dạ một ạ. Một con trai 7 tuổi ạ. Ờ. Rồi một đứa trai 7 tuổi thì chị cho em biết là chị quen anh ấy năm bao nhiêu? Dạ năm 2015 ạ. Năm 2015. Rồi mình đến năm bao nhiêu thì mình đặt không ạ? Em chia sẻ kỹ tức là 6 năm đến 2021 ly hôn ạ. Sau đây Phượng nha. Phượng chia sẻ dùm chị một cái là nó là cái câu chuyện ly hôn của em, câu chuyện về cuộc hôn nhân của em á. Em chia sẻ dùm chị em kết hôn bao lâu, con trai em được bao nhiêu tuổi và em ly hôn bao nhiêu lâu, lý do tại sao em ly hôn ha. Em chia sẻ chủ động, em chia sẻ về câu chuyện đó chứ không cần phải chờ biên tập hỏi từng câu, em trả lời từng câu ha. Dạ, dạ là em kết hôn năm 2015 ạ. Và ly hôn năm 2021. Con trai em đến nay là được, em có một bé trai này là được 7 tuổi đấy ạ. Lý do em ly hôn là gì? Dạ, thì vợ chồng cũng có quan điểm chung á, nên dẫn đến là chồng em chơi bời, nợ nần, không hòa hợp á, nên là ly hôn ạ. Nó là không chịu làm mà chỉ ham chơi thôi. Dạ. Em đang ở Lâm Đồng là em ở nào? Em ở huyện Cát Tiên ạ. Rồi em đang nuôi con trai luôn. Dạ không ạ, con trai về ở với nội ạ. Tại vì ở trong này em ở một mình á. Không có ai, hai mẹ con thì lùi thủi tôi con á. Tại vì mẹ mà làm công việc gì là cứ phải đóng cửa lại, nhốt con trong nhà. Rồi như hôm đợt dịch á, mẹ phải đi làm mà cứ để con ở nhà một mình cứ xem tivi điện thoại như vậy á. Nên là cho về ở ngoài nội thì đóng người hơn, con nó sẽ phát triển hơn. Nội thì ở đâu em? Là nội ở Nam Định ạ. Dạ, nội ở Nam Định là hiện tại đang về Nam Định ở với bà nội. Dạ. Yeah. Ở với ông ba nội và bà. Và hiện tại bây giờ ông xã em, ông người chồng cũ của em là đang ở đâu? Dạ cùng ở Nam Định ạ. Là sau hôn ly hôn là chồng cũ về quê? Dạ.
Rồi, em có những điểm mạnh, điểm yếu hay là có cái tật xấu gì không? Thói quen xấu gì không? Ưu điểm của em là hòa đồng, thật thà, không thích gây chuyện, nói chung là dị hòa vi quý á. Còn ưu điểm của em là dễ tin người và cũng hơi nóng tính. Em là sinh năm 89 đúng không? Dạ. Giấy tờ thì 88 ạ, nhưng mà chính thức của em thì em sinh năm 89 ạ. Có năng khiếu tài lẻ gì không? Văn nghệ hát hò gì được không? Dạ không chị ạ. Không có Nói năng chung khiếu gì các cả em có ưu điểm thì cũng chịu khó, luôn. siêng năng nữa. Nhược điểm nữa là cũng hơi chậm ạ. Hơi trầm. Hơi trầm lại còn làm thư viện nữa đúng không? Nhân viên thư viện trường học Chậm nữa. chậm chạp á chị ạ, chậm chạp á. Chậm cỡ nào này? Dạ, thì nói chung mình chậm nhưng mà mình biết sắp xếp công việc á. Ví dụ như là cái việc đó người ta làm 10 phút thì em làm mất bao lâu? Ví dụ người ta làm 10 phút thì mình là 15 phút. Nhưng mà em biết sắp xếp công việc á, vì biết mình chậm thì mình sẽ làm thời gian trước họ. Thì nên là cùng thời gian sống cùng bằng với họ luôn á. Nên thế cho là vất vả hơn họ một xíu đúng không? Dạ. Ví dụ như người ta ngủ thêm được 15 phút thì em lại phải dậy sớm 15 Em lại phút. phải dậy sớm hơn, dạ. Nhưng mà em thì có thói quen dậy sớm. Ngủ muộn nhưng mà sáng thì cũng 5 giờ là dậy rồi. Em ở Đây Cát Cát là Tiên là gần với Đồng Nai đúng không? dạ ở gần Đồng Nai ạ. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn trai như thế nào? Dạ thì có công việc ổn định, cao 1m70 trở lên, cũng đừng gầy quá, chân thành, chung thủy, yêu thương hai mẹ con em. Nhưng con em đâu có ở với em, như tương lai em có đón con em vào không? Dạ thì không ở chung nhưng mà thì cũng phải có thương con em này chứ. Thì đúng rồi, thương con em, nhưng mà ý là chị đang muốn hỏi là tương lai này em có muốn đón con em vào để em nuôi không, hay là nó sẽ ở Dạ. với ông bà nội với bố nó luôn? Dạ thì em thì cũng muốn đón vào á, nhưng mà hiện tại bây giờ thì ở ngoài đó thì đông người á, thì thấy tốt cho con hơn. Mà Thế một năm gặp con được mấy lần? dạ năm gặp 2 lần ạ, hè và tết ạ. Mẹ hè và Tết là bé vào đây với em. Dạ không, em về ngoài quê á, vì mẹ em ở Hà Tĩnh á, thì em về thăm mẹ rồi thăm con luôn. Ủa chứ con em là đang ở Nam Định mà đúng không? Dạ thì cũng ở ngoài Bắc á, mà em ở Lâm Đông, thì mỗi lần về thì thăm mẹ thăm con luôn. Là về Hà Tĩnh xong lại ra Nam Định nữa. Dạ Tức là mối quan hệ của em với nhà chồng cũ hiện tại vẫn đang ok. dạ thì nói chung là chỉ có xung đột hai vợ chồng vậy thôi, nhưng mà ông bà nội thì vẫn quý em. Nói chung giờ em và ông bà nội thì cũng không có gì bất hòa cả, vẫn vui vẻ với nhau, vẫn nói chuyện bình thường. Nói chuyện thì chỉ có xoay quanh vấn đề con thôi chứ không nói chuyện gì nhiều. Rồi, còn điều gì bạn trai mà em mong muốn hoặc là không thích nữa không? Em không thích người ra trường, nói chung là nói được làm được chứ không thích người nói nhiều mà không chịu làm. Tuổi tác thì sao? Tuổi thì từ 40, 37 đến 45 chị. Chồng cũ của em là năm nay bao nhiêu tuổi? Trong cụ em 35 tuổi. Là sinh năm Em thích 86. người trưởng thành, chín chắn. Rồi. Về ngoại hình em có điểm gì em không thích ở bạn trai không? Ngoại hình em không quan trọng kiểu. Nếu bạn trai đang ở khu vực nào thì sẽ hợp lý với em, hoặc là em có thể chấp nhận được? Lâm Đông, Đông Nai. Nghề nghiệp thì em thích bộ đội hoặc công an chị ạ. Em thích bộ đội và công an. Dạ.
Chồng cũ của em thì làm công việc gì? Dạ, chồng cũ em làm Viettel ạ. Cũng là như bây giờ là về Viettel ngoài Nam Định này. Dạ. Hồi trước làm Lâm Đồng, bây giờ về Quế làm. Ok, rồi cảm ơn Phượng nha. Có thể chương trình sẽ liên hệ với em để làm nội dung kỹ hơn ha. Dạ anh chị ạ. Dạ. À, một buổi cách của bạn Nguyên Hòa để coi là cách chị nói chuyện cái thể hiện như thế nào á. Thì bây giờ câu chuyện của mình á thì mình sẽ tự chủ động giúp em ha. Rồi dạ. Bây giờ chị giúp cho em giới thiệu giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán của mình với. À, dạ em chào chương trình thì em tên là Nguyễn Thị Như, hiện tại thì em đang công tác tại Hồ Chí Minh, thì em là người Quảng Nam. Em sinh 28 tháng 5 1989. Dạ. Hiện tại 89 hả chị? Dạ, 89 ạ. Rồi chị làm nghề nghiệp gì? Em là dược sĩ ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên ở công ty dược thôi. Dạ, rồi. Mình có tài lẻ nào không chị? Ca hát hoặc dạ. là nhảy đầm gì đó. Dạ không. Em không tài lẻ gì hết. Không có tài lẻ, dạ. Ồ, rồi. Vậy thì chị cho em biết về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè. Em nghĩ là điểm yếu của em chính là không có những cái tài lẻ đó. Còn điểm mạnh thì ngoài thì về nấu ăn thì em vẫn có thể nấu nấu ăn được. Rồi kiểu em sẽ là kiểu tiếp người của phụ nữ gia đình á. Tiếp người phụ nữ của gia đình. Vậy thì chị cho em hỏi xíu nữa ha. Nếu như vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ rất là những người phụ nữ của gia đình. Thì chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình. Chia tay ở đây cũng đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Thì mình đã kết hôn chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn độc thân ạ. Dạ. Là mối tình chính thức trước giờ chỉ là một mối tình, thì mình quen nhau được bao lâu? 5 năm ạ. Mối tình đó em quen 5 năm, gần 5 năm. Rồi quen 5 năm cũng dài đó. Thì dạ. Sao tự nhiên mình lại chia tay vậy chị? Mình không tiến tới hôn nhân. Có cái giai đoạn đó có thể là nhiều cái bất đồng với lại bạn. Bạn đó sẽ lúc đầu thì ở chung thành phố nhưng mà sau đó bạn ở xa thì không có thống nhất được việc lúc đó cũng còn trẻ nên là cũng chưa có nhiều cái điều kiện để có thể đi tới hôn nhân. Rồi gia đình có nói gì về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi xong quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi, hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. Dạ. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp, hoặc là cũng em cũng có tham gia những cái chương trình, những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook thì cũng gặp, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Dạ. Vậy thì chị cho em biết cái sự phù không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì cũng hy vọng là sẽ tìm có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu vậy. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp xúc mà không có cảm xúc. Có nghĩa là mình không có cảm giác, không có cảm giác được cái đối tượng mà mình, những người mình gặp ở trên đó, mình có thể đi được lâu dài hơn á. Cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu. Chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có gia đình rồi
hay chưa thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong là gặp được một người thì trong nó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. Kinh tế ổn định là chị mong muốn bạn 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 trai là nghề nghiệp như thế nào và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào? Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu. Vậy thì chị mong muốn bạn ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Hoặc là hơn đúng không? Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng. Ok. Rồi, còn ngoại hình thì chị mong muốn bạn ấy như thế nào? Đẹp trai, xấu múi. Em thấy không, em không quan trọng ngoại hình lắm đâu, tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm người, cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi, nên Chị là cao nhiêu? em cao 1m50 à. Cao 50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy như cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình thôi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè? Ông nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Rồi, chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt, có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó nó sẽ thu hút được em. Ok rồi. Đây là một buổi casting thôi thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha. Nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi. Cảm ơn.